Đây là một trong những dự án hiếm hoi trên địa bàn thành phố thuộc phân khúc nhà ở xã hội giá rẻ do tư nhân đầu tư. Hơn 2.000 căn hộ với giá vài trăm triệu đồng, từ khi hoàn thiện hầu như không còn chỗ trống. Tuy nhiên, theo chủ đầu tư, rất khó có cơ hội nào khác để họ có thể tiếp tục phát triển một dự án tương tự, bởi thủ tục chính sách cho loại hình nhà ở này quá khó khăn, ví dụ như việc xin vay vốn ưu đãi. Luật có nhưng mà có được vay ưu đãi đâu, nhà nước không chưa có sắp xếp được cái vốn để tái cấp bù lãi suất cho ngân hàng. Dẫn đến câu chuyện nhà ở xã hội phải vay với lãi suất thương mại, mà khi vay với lãi suất thương mại, cái chi phí như nhà ở thương mại, vậy cuối cùng gì, làm nhà ở xã hội chi, làm nhà ở thương mại bán luôn cho nó khỏe. Còn đối với doanh nghiệp này, nhà ở giá rẻ bình dân từng là phân khúc chủ chốt trong kinh doanh với việc đã phát triển 6 đến 7 dự án. Tuy nhiên, để tiếp tục làm được loại hình nhà ở này là điều khó khả thi. Nguyên nhân chính là do việc điều chỉnh các chính sách như luật đất đai, luật nhà ở đang tắc nghẽn, khiến việc cấp phép dự án mới tồn đọng, làm tăng chi phí vốn của doanh nghiệp. Gần như là người Việt Nam thiếu nhà ở, thiếu nhà giá rẻ. Nhưng mà với cách này thì tôi lo rằng là gần như cái nhà giá rẻ nó sẽ không có nữa. Bởi vì khoảng trống từ khi mà chúng ta điều chỉnh cho tới khi chúng hoàn thiện nó quá dài. Chi phí tài chính ở Việt Nam rất là lớn, gần như là vay ngân hàng thì khoảng độ 10%. Trong khi là các nước phát triển thì vay ngân hàng nó có 2-3% thôi, thì nó đẩy cái giá vốn nó vào cái sản phẩm thì chắc chắn là nó ảnh hưởng vào thị trường. Ngoài chi phí vốn tăng cao, hiện nay việc không định giá được tiền sử dụng đất mà doanh nghiệp phải nộp khi phát triển dự án cũng ảnh hưởng rất nhiều vào cơ cấu giá thành căn hộ. Tất cả ngành nghề kinh doanh thì cơ cấu giá thành chúng ta phải xác định từ trước, thì đặc biệt là bất động sản bên này cơ cấu giá thành không tính được. Tôi cho nó là căn hộ giá rẻ bây giờ là dưới 25 triệu, chứ còn trên 25 dưới nữa thì không có đâu. Vậy thì nếu căn hộ bán dưới 25 triệu thì giá tiền đất là bao nhiêu? Thì gần như là chúng tôi không biết trả lời làm sao. Sự sụt giảm của căn hộ giá rẻ bình dân đã được nhìn thấy rõ thông qua các số liệu báo cáo thị trường. Ví dụ, theo như công ty nghiên cứu thị trường CB Việt Nam, nếu như số lượng căn hộ bình dân năm 2017 chiếm khoảng 15% tổng nguồn cung mới trên toàn thị trường, thì năm 2018, con số này chỉ còn khoảng 2%.